mà làm nhá, sao này? Nhìn mà làm. Có một cái ống ở đây nhá. Biết là có một cái ống ở đấy rồi thì làm như thế này. Đây học sinh. Xin kính chào quý vị và khán giả. Hôm nay thì anh em chúng tôi lại đi dạo một vòng quanh cảng để xem là có công việc gì làm không. Vô tình phát hiện ra một anh chàng đang lái con Mitsubishi 30 này đang làm việc các bạn ạ. Thì hồi nãy mình cũng có đến hỏi là con máy này là con máy chuyên đi trồng cây. Đấy. Và con máy này cũng chưa có lái gì hết. Toàn bộ ở đây lái máy toàn bộ là mấy anh chàng công nhân tự lái các bạn ạ. Nhưng mà mua máy về chưa biết gì, cứ tự lên là nhớ động tác nào là học động tác đấy. Đấy vì bây giờ đi đào trồng cây ấy, thì nếu mà đào bằng sức người gặp đất cát chả sao, nếu mà gặp đất cứng rồi gặp đá ấy, thì vô cùng lâu và vất vả. Đấy nên là bên trồng cây họ tự mua tự sắm cho mình một con. Đấy, đây, tự học tự lái luôn này, tự đào tự chỉnh động tác còn chẳng nhớ vậy mà cũng cứ đào bừa đi. Cứ đào bừa đi mà. Đấy, gắn chỉnh động tác này. Đấy, đây động tác đây thực ra là chưa học gì về nghề, chưa biết gì nhưng mà vẫn lái bừa luôn, lái thử luôn. Đấy, xem nào. Đấy, nhớ nhìn như thế này mình lại nhớ như ngày xưa. Nhớ cái ngày mà mới đi học nghề ấy. Học nghề mình cũng như thế này này, động tác thì còn chưa nhớ chưa thuộc, động tác còn chưa nhớ chưa thuộc vậy mà cũng chơi được tất. Đây đảo như ai. Lên nào đi, hướng dẫn. Cái này thì thay sức người tốt. Đào hai người đào một hố này thì vất vả mới đào được, nhưng mà máy thì đào 1 tỷ là xong rồi. Đấy, tự học lái luôn. Ra vào cần như thế nào chả nhớ. Ở đây đào một hố trồng cây. Máy nhỏ nhưng mà so với sức lao động của con người thì cực kỳ nhanh. Đâu vậy đủ rồi. Bình thường người ta chỉ mất khoảng 5 phút là hoặc 3 phút là xong một lỗ rồi. Hiện nay do đang tập, đang thử lái nên là phải mất rất là nhiều phút mới xong được. Đây, ở đây thì máy sẽ phụ trách cái việc là đào thôi. Còn bao nhiêu là sửa tay. Đấy, đào xịn xò như ai luôn. Có tội chậm tí. Còn Mitsubishi MM30SR. Giống như kiểu dán chữ ấy nhỉ. Đổi đấy, ông chủ lên lái này. Bây giờ đấy là chủ máy kiêm bên trồng cây lên này. Đổi tài. Này chim à? Này chim đấy. Đi làm bằng tiền này sao? Được rồi, về tiền. Thế là sao? Đúng rồi. Ừ. Thôi anh, đào vậy thôi à? Không biết. Khó chứ là làm đấy. Mà có để em không? Có. Cái này là cái gì đó? Hay đọc hay là để chạy đi.
Thôi hả? Xong rồi hả? Đính đầu ngang à? Nhìn mà làm. Một cái ống ở đây nhá. Biết là có một cái ống ở đấy rồi thì làm như thế này. Anh kéo xe rùa này không đào lở là lộn này. Đây là đang chỉ cho đào ngang. Sâu xuống nhá. Mày thầy giáo đi. Đây thầy giáo đây. Đây thầy giáo đang dạy học sinh. Đây học sinh. Học sinh đứng dưới còn thầy giáo đang dạy. Đấy. Đúng giống như kiểu đi học nghề ngày xưa ấy, thầy giáo đứng ở trên. Đấy, thầy giáo đào vỡ ống nước thì vui. Nào học sinh lần sau cứ vậy đào vỡ. Đã bảo cho đi vài ngày cốc tốc rồi còn. Đang thầy giáo đang dạy nghề. Con này tầm tùy anh, mới tầm 10 triệu rồi không mua kia, nó có chuyện. Nó được lâu, điện thoại mình không chịu nổi rồi. Đấy, đang tiến hành hướng dẫn. Thì thông thường bây giờ một cái khối trồng cây này mà thuê người ta đi đào thì hai người nếu mà phải tầm đôi tiếng nếu mà đấy là gặp đất mềm, còn nếu mà đất cứng thì sẽ lâu hơn. Đấy, nên là sắm máy vậy thì nó sẽ nhanh và tiện hơn các bạn. Đấy, chỉ có một cái lỗ thôi đấy, đúng rất là lâu. Thì yeah. Đấy, hướng dẫn tận tình chỉ bảo. Thầy giáo kiêm chủ máy đang hướng dẫn này. To rồi, chắc là rộng vậy thế thôi. Đó. Rồi các bạn ạ, sau một thời gian học và tự thực hành, mất đâu đó một cái lỗ nhỏ này, mất khoảng gần 10 phút mới đào xong. Đấy, thì thôi thì thay sức người sức lao động vậy, mình làm thì thay người, thay vì thuê người vậy. Đấy, cũng được. Máy này đi trồng cây thì họ sẽ không thuê lái tại vì không có nhiều việc. Họ chỉ có làm, có việc thì làm, chả có thì thôi, đậu chơi. Đấy. Như vậy máy đã đào hố xong, bây giờ chờ cái phần trồng cây này. Video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần tiếp theo.